Bạn sẽ làm gì nếu đang học giữa chừng mà thấy đói bụng? Cùng học cách nếm mang đồ ăn vào lớp trong video này nhé! Em chào thầy, em vào lớp nhé. Chờ đã, không được phép mang đồ ăn vào trong lớp. Để bánh lại đây, cả kẹo luôn. Thầy thật thô lỗ. Em chào thầy. Chào em, Emily. Người tiếp theo, Chloe, có gì trong túi em vậy? Bánh phải không? Mau đưa thầy. Dạ, đây ạ. Vẫn còn đúng không? Em vào lớp đi. À, đúng là túi của con gái. Này, Leo, cậu thích vị nào? Cái này đi. Tại sao tụi em chưa bắt đầu làm nữa? Đâu có đâu thầy, tụi em đang làm bài thực hành nè thầy. Được rồi, tiếp tục đi. Không phải chỉ có học sinh mới thấy đói bụng trong giờ học. Ú lạ nó. Ăn một viên kẹo thôi. Ngon xuất sắc. Chào cả lớp. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi học nhé. Thưa thầy, em biết đáp án ạ. Em biết Trung Quốc nằm ở đâu. Kẹo kìa. Bỏ tay ra khỏi kẹo của thầy. Thật xấu hổ làm sao. Đây là kẹo của thầy. Ồ, chuyện này thật kỳ lạ. Mình đã làm gì thế này? Bắt đầu làm bài. Vâng ạ. Và đây là quyển vở yêu thích của mình. Mia, đây có phải là đồ ăn không? Dạ, không phải đâu thầy. Chỉ là quyển vở này hơi đặc biệt chút. Thú vị đấy. Được rồi, tiếp tục làm bài đi. Phiêu, bay là thầy tin. Wow, không công bằng. Mình cũng đói bụng mà. Cảm ơn cậu. Ừ, mong rằng cô sẽ tin mình. Leo, đây có phải là xúc xích không? Dạ không ạ, đây chỉ là cái bút bình thường. Em đang làm gì vậy? Dạ, em có thói quen ngậm bút thôi ạ. Xém bị lộ. Ngon tuyệt. Dạ, cô cho em vào lớp được không ạ? Tuyệt. Đến giờ ăn trưa rồi. Ngon quá xa. Wow, ý tưởng hay đây. Cho tớ thử với. Được chứ. Ông hút nè. Oh.
mong rằng cô Foster sẽ không chú ý đến mình. Các em, hãy nhìn bộ xương này xem. Nếu mình không lấp đầy cái bụng này thì mình cũng sẽ sớm muộn trở thành bộ xương mất. Leo, cậu có mang đồ ăn không? Tất nhiên rồi, chỉ cần đưa tiền thôi. Được thôi, nè. Có bánh sandwich trong hộp sọ của bộ xương đó. Wow! Thưa cô, em muốn trả lời ạ. Em nói đi, Mia. Dạ, đây là cẳng tay. Leo, ở đây phải không? Wow! Còn đây là xương trắng. Tốt lắm Mia, mau về chỗ đi. Nhưng em vẫn trả lời tiếp được ạ. Không cần đâu, vậy là đủ rồi. Tạm biệt bé yêu, chị sẽ quay trở lại. Sandwich ngon lắm đấy. Tớ chỉ bán đồ ăn chất lượng thôi. Leo, tớ cũng muốn ăn nữa. Được thôi, miễn là cậu có tiền. Đây là tất cả những gì tớ có. Được rồi. Có kẹo trên bức tranh treo đằng sau đó. Phía bên này hay bên kia? Ngay đằng sau luôn. Vậy kẹo của mình ở đâu? Mình thấy rồi. Ngon quá. Đúng như mình mong đợi. Leo ở đâu vậy? Thấy rồi. Cô đang khát nước. Dưới bàn của cô có một lon nước ạ. Cô biết rồi. Vậy có gì dưới bàn đây ta? Tuyệt vời. Giỏi lắm Leo, em vẽ rất đẹp. Một sự lựa chọn tuyệt vời Emily. Cảm ơn thầy. Bản màu của em nhìn lạ quá. Giờ đang chuộng loại này đó thầy. Được rồi, tiếp tục vẽ đi em. Leo, mém nữa bị lộ rồi. Này, mình cũng muốn có bản màu giống vậy. Hãy chú ý đến công thức nhé. Mia, cho thầy xem bài của em nào. Giỏi lắm. Phiêu, thoát nạn rồi. Mình sẽ lấy một viên kẹo. Ồ, mình sai rồi. Ngon quá. Wow, mình cũng lấy một viên thôi. Yeah. Cái này không phải kẹo. Dừng lấy. Và dừng lấy. Sao cậu cứ đắm túi bụi vào bao đắm thế? Tập trung với tớ không? Được thôi, như cậu muốn. Au! Sao găng tay của cậu cứng vậy? Ô, tớ... thật xin lỗi cậu. Tớ hoàn toàn quên mất điều này. À, trong đó có một cái lon nước nữa. Xin lỗi cậu nha. Xin lỗi. Cậu nên tập một mình thì hơn. Mình thắng rồi. Trời ơi, mình đói quá. Này, tớ nghĩ là thầy đã thấy gì đó. Ôi trời, mình đã giấu kẹo đâu đây? Rồi. Ngon tuyệt.
Cuối cùng thì... Còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ cho tụi mình biết bạn đã lén mang đồ ăn vào lớp như thế nào trong phần bình luận bên dưới nhé. Bạn có thích video của tụi mình không? Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh của tụi mình và bấm chuông nhé. Hẹn gặp lại!